Xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình và bạn Diễm đang có mặt tại một trong những đường hoa Tết mà phải nói là đông vui nhộn nhịp nhất Sài Gòn nhé các bạn. Tại vì năm nay những chợ hoa như là công viên Gia Định này, công viên Tao Đàn này là những chợ hoa lớn nhất. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại các bạn là chưa có nhộn nhịp và đông đúc như mọi năm. Thì tới ngày hôm nay thì mình cũng vừa mới tiễn anh Hải và bạn Ái Mỹ trở về Tây Bắc để ăn Tết các bạn ạ. Thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ cùng với tất cả các bạn trải nghiệm không khí chợ hoa Tết cũng như là không khí ăn Tết ở Sài Gòn nha. Còn đối với bạn Diễm hôm nay thì cảm thấy như nào sau khi mà vừa mới tạm chia tay Ái Mỹ và anh Hải? Cũng có cảm giác là hơi nhớ nhớ mọi người ơi, tại vì nói chung là ai mà đồng hành với mình xong mà chia tay thì mấy ngày đầu là kiểu cảm giác còn chưa có quen lắm. Nhưng mà ai thì cũng phải trở lại với cái công việc bình thường thôi. Hy vọng là anh Hải cùng với là bếp Trinh Bạn sẽ có những cái hành trình thú vị ở ngoài Tây Bắc. Còn tụi mình thì những ngày này sẽ làm sao có thể quay được nhiều địa điểm nhất về Tết để gửi đến các bạn. Mình có thể đi mua sắm này, hoặc cái thứ hai nữa là mình rất là muốn quay những video này để các bạn là đưa các em bé đi chụp hình, hoặc là các chị em đi chụp hình thì sẽ biết cái nơi nào mà gọi là đông vui và đẹp nhất để mọi người có thể là đến chụp hình nha. Có một cái điều rất là đặc biệt về những chợ hoa Tết ở Sài Gòn, đó là gần như là tất cả các tỉnh thành ở miền Tây mà nổi tiếng về trồng hoa thì đều đưa hoa về Sài Gòn để bán các bạn. Và đặc biệt hơn nữa đó là có những tỉnh thành từ miền Trung, ví dụ như là Mai, Bình Định các bạn Diễm. Rồi Thanh Long, rồi Nho nữa, Nho Ninh Thuận, Thanh Long Bình Thuận cũng có đưa vào Sài Gòn để bán luôn. Nói chung là rất là nhiều tỉnh thành đưa về đây. Tuy nhiên năm nay thì như hồi nãy có nói rất là vắng các bạn ơi. Mình nghe nói là năm nay là một trong những năm mà hoa lên chợ Tết Sài Gòn trễ nhất so với mọi năm luôn. Thì bây giờ mình sẽ cùng với tất cả các bạn đi trải nghiệm xem là chợ hoa Tết ở trên đường Thành Thái năm nay có gì nhá. Trước khi mình đi là các bạn biết là Diễm đang đứng ở đâu không? Ở đây là không gian đang tổ chức cái hội hoa xuân với mọi người. Cái cổng của nó là rất là đẹp luôn. Bên này mọi người đang trang trí này bạn Diễm. Mai vàng này. Mai vàng này. Đó. Đây là một cái sân khấu mini. Năm nay là năm Quý Mão các bạn ạ. Hai bà mèo này sao mặt ngơ ngác quá. Mèo này là mèo chụp hình. Còn bên này, wow. Đây là một cái không gian của ngôi nhà xưa bạn Diễm à. Tiệm may cô Ba Sài Gòn. Bạn Diễm khéo tay quá. Không, thật mà ở đây nó sẽ có cái bàn đạp này. Mình đạp xong rồi mình xoay như này này để cho đường kia nó đi á. Còn cái này bạn Diễm nhớ là cái gì chưa? Gà măng ghê. Đúng rồi. Ở miền Tây. Còn cái này. Đây là một cái lịch năm 1958 kìa. À, từ năm 1958 thật luôn này. Ôi, đồ cổ dữ vậy. Một cái tờ lịch từ năm 1958. Cái này là tờ lịch từ năm đó thật chứ không phải là phục dựng nha các bạn. Trời ghê vậy, ngày xưa được rồi, đây còn cái tấm này. Wow. Ảo thôi, ý không ai nhầm. Nó là nó nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, không nghĩ là mình có thể gặp một tờ lịch cổ như vậy. Đó, còn đây là TV. Hình như năm nay là năm đầu tiên mình tổ chức theo hình thức này, năm thứ ba. Năm thứ ba. Thôi năm rồi mình đi mà sao mình sơ ý quá. Năm rồi mình không có quay ở đây. Còn ngày xưa là ai mà có cái nhà mà có cái TV này phải nói là đại gia. Đại gia trắng đen. Còn cái này là máy nghe nhạc à? Không, cái này như là máy tính tiền. Cái này có máy này nè, nó có cái băng đặt băng quay này. Đó. Năm nay là ở đây là tổ chức công phu các bạn Diễm à. Thật sự luôn, đây hôm nay cực kỳ ấn tượng luôn. Cái này là những cái cuốn sách từ hồi xưa để dạy làm may này, thân áo này. Cái này có thể cầm lên được không anh? Đó. Cái này là để may đồ bên này. Dẫn may đồ. Anh Dũng chụp hình mình tấm hình này nha. Cô Ba Long An ở Sài Gòn. Bạn Diễm là cô Ba nha các bạn. Diễm thứ ba. Thứ ba đấy. Ở nhà cháu mình cứ gọi là cô Ba. Đây, à, đây này. Cái này là cái cassette. Ngày xưa nhà chị cũng có một cái. Có những bánh khảo này. Đẹp quá. Nhưng phải nói là không gian năm nay ở trên đường Thành Thái cực kỳ đẹp luôn. Và họ làm rất là kỳ công nha. Đúng rồi. Phục dựng lại mà mình cảm giác rất là gần gũi và công phu. Cái nét theo kiểu Sài Gòn xưa và mang hơi hướng miền Tây. Đây, bây giờ mình đi qua bên này để xem hoa bạn Diễm à. Em cảm ơn nha. Rồi. Bên này là hoa lan này. Tết là ngoài mai đào thì không thể nào thiếu hoa lan này các bạn ạ. Lan hồ điệp. Lan hồ điệp. Cái này là các bạn có thể mua từng chậu nhỏ. Còn những chậu lan hồ điệp mà ghép từ mấy chục chậu nhỏ này lại thì nó cao tiền lắm các bạn. Đẹp lắm. Bây giờ là hoa người ta vừa đưa lên các bạn.
nên nó rất là tươi và khỏe. Còn mai thì bây giờ nụ mới trúng chín thôi. Ờ siêu luôn nhỉ. Đố bà Tiếu hôm nay là còn bao nhiêu ngày nữa là tới Tết? Ngày khi các bạn xem video này là ngày 23 âm lịch, ngày đưa ông Táo về trời. Có nghĩa là mình còn 7 ngày nữa là Tết. Đúng rồi. Để nói là nhanh chóng mặt luôn á. Đây, bây giờ đi lên trên này. Mình tiết lộ với các bạn nha là tới bây giờ là mình hầu như chưa được mua được một cái bộ đồ mới nào luôn. Chưa có mua đồ ăn Tết. Từ từ, mình cứ đi quay cho khán giả kênh Phạm Dũng xem hết. Rồi sau đó mình sắm đồ Tết mới là mức cái ngày cuối cùng. Đây, hoa để trưng Tết này. Cái mai đẹp quá. À, có mấy cái chỗ hồng mini này. Hoa hồng mini này. Dễ thương nha. Cái này giống như hồng tỉ mụi hay sao á. Mấy cái này chắc là mua về treo á. Của hàng của Phan Diệm á. Trong này có một cái hoa mà rất là đẹp luôn. Mình muốn sau này nhà bạn Diễm cũng trồng cây này. Bố mình cũng vừa mới mua một cây 250 ngàn. Cái này đúng không? Cái này này. Nhưng mà mình lại không biết tên đó này. Mình không biết tên nữa các bạn ạ. Đây. Nhà mình, bố mình vừa mua ngày hôm qua 250 ngàn. Cái cây này tên là gì vậy chị hả? Cái hoa này này. Mai hoa đăng. Mai hoa đăng. Mai hoa đăng. Đó. À, cái cây này nó bé như thế này thôi nhưng mà trồng lâu năm á, nó lớn như là một cái cây bình thường luôn. Dạ. Một cây như thế này có bao nhiêu tiền chị hả? Cái này cây này có bao nhiêu tiền chị hả? 300. Đấy, rất rẻ luôn. 300 ngàn thôi. Thế là bố mình mua được rẻ hơn, 250. Cây này là trồng nó lớn như là những cái cây bên này và dưới này. Đây. Nở hoa vàng rực. Hương Tết đây. Còn đây là cúc mâm xôi, cúc vạn thọ. Cái này là cúc lưới nhưng mà không có bọc trong lưới. Gà quốc tắc. Đây, cúc mâm xôi đây. Cúc mâm xôi này nở đẹp quá. Bây giờ mà đi ra công viên Gia Định là chợ hoa Tết lớn nhất Sài Gòn và mỗi năm luôn là chưa có, gần như chưa có gì, mới có một vài gian hàng thôi. Thật ra là mình cũng hiểu ấy, là bà con ở miền Tây lên và các tỉnh thành lên ấy thì phải ngủ ở lại để trông, cho nên thì Diễm đoán thì chắc phải rơi vào tầm cỡ 25 thì mọi người mới lên ấy, là bán xong là về ăn Tết. Hôm nay là báo cũng có đăng ở bà Diễm là năm nay hoa Tết lên trễ và không đủ để cung cấp ra thị trường. Nhà vườn Út Thanh. Bên này là tắc này bà Diễm. Đẹp quá. Anh là chủ vườn đây à? Không anh, bên này. À, đó là hâm bò nhỏ ấy. À, cảm ơn anh nha. Anh bán gì ở đây? Đây là măng xôi hả? Đấy, những cái này là đẹp lắm các bạn ạ. Cây này đẹp quá. Mình thích nhất là cái chậu như thế này này. Cái chậu này phải gọi là sành thì đúng hơn. Sành các bạn, nó nung rất là lâu. Nó cứng lắm các bạn ơi. Và trồng tắc ở trong. Cái này gọi là tắc hay quất bạn Diễm? Ở trong Nam gọi là trái tắc. Trái tắc đúng không? Trái tắc này anh Dũng biết làm gì không? Pha với chấm chéo á. Chấm chéo chấm với thịt trâu gác bếp. À, cái này là cúc mâm xôi bên anh này là vừa vừa này. Mua này để nở tới Tết là vừa luôn này. Đẹp quá ha. Đẹp quá. Cái này. Cái này là đang nở chúng chím các bạn ơi. Chừng có thể là chục ngày vẫn đẹp. À bên này này. Mà nhà này có mở nhạc mà Diễm à. Đi qua cái nhà mở nhạc đó. Còn bên này là gỗ này. Đẹp quá. Ô cái cây này đẹp lắm. Có mẹ hoang âm luôn. Wow. Cái này là khoảng bao nhiêu tiền vậy anh? Chậu này này. Chậu này là khoảng bao nhiêu tiền vậy anh? 7 triệu. 7 triệu à? Đẹp quá. Là mẹ quan âm là mình tạc vào cây luôn hay là mình ghép vào anh? Không, cây sống. Cây sống, tạc vào cây luôn. Wow. Quá hay nha, đẹp. Cái này mà nhà biệt thự sân vườn á, đặt cái này vào là quá tuyệt vời luôn. 7 triệu. Thấy là về nhiều hàng không anh? Ba chị. Có nhiêu đây là ăn Tết ok rồi anh ha. Trời, bán được, ăn được không? Chúc anh năm nay bán đến hàng, mọi người cứ đi ngang đường này mà thích thì ghé ủng hộ anh nha. Ok. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn. Ê, nhà Phương Trần điêu khắc gỗ nghệ thuật cao cấp, đục tượng luôn nha. Em cảm ơn nha.
mình thích nhất là gốc cây này các bạn ạ, mà có tượng mẹ Quan Âm. Mà do nhà mình không có chỗ để các bạn ơi. Nếu mà mua là phải đưa về quê bạn Diễm ở Long An ấy. Này là tạc vào trong cây luôn chứ không phải là ghép vào đâu, nhưng mà bên kia vẫn còn kìa. Bên này là tượng La Hán đúng không? Đó, đẹp quá. Này lan thế này. Nếu mà mình không có tiền mua những chậu lan hồ điệp mấy chục triệu thì mình có thể mua cái lan này, mua từng chậu nhỏ về trưng. Một cây thế này tầm bao nhiêu tiền anh hả? 200 ngàn thôi. Quá đẹp lan nha. Quá đẹp quá. Cái nhờ cô. Năm nay bán được thấy được không cô? Ế hả? Chưa mà, mấy bữa nữa mọi người đi mua đông lắm cô, yên tâm nha. À, từ từ ấy nha, nay mới 22 Tết thôi. Năm nay thấy mọi người về hoa ít hơn mỗi năm đúng không ạ? Nhưng mà không bán được mấy. Chưa bán được mấy ạ? Chưa bán được mấy. Hôm nay gần đỡ chứ qua ngày đúng không? Ngày. Không, kiểu càng cận Tết thì người ta mua càng nhiều. Chúc cô là năm nay bán nhanh hết nha cô. Anh Tết lớn à. Cảm ơn cô. Đấy, mọi người có mua lan thì phải nói là lan ở ngoài này rất là đẹp luôn á. Cái này hoa gì mà hơi giống hoa cải ha? Dạ. Ồ dạ. Cái này hoa này, cái này là tiếng hoa lan phụ nữ. Tên lạ quá ha. Đây là hoa lan loan. Hoa lan phụ nữ. Không phải. Lan cái gì Vũ nữ hả hay là phụ nữ? Không phải phụ nữ, cái gì ấy mình bữa đầu mình từng mua một lần rồi mà mình quên mất. À. Nhưng mà cái hoa này nhìn nó mỏng manh đẹp lắm. Lan đẹp quá. Bây giờ là mọi người đang còn lên hàng các bạn ơi. Mới là một trong những ngày đầu tiên của chợ hoa Tết thôi. Đây này, cái bông hoa này. Bằng cái bàn tay luôn nha các bạn. Đây này, bông này to quá này. Ở đây là mọi người lên tương đối là đầy đủ hết. Các gian hàng đều có chủ lên thuê mặt bằng hết rồi các bạn ạ. Ồ, hoa giấy này bạn gì không? Vừa rồi mình đi miền Tây là rất tiếc khi không tìm được vườn hoa giấy các bạn ạ. Giấy này rất nhiều màu luôn này. Giấy tím này. Giấy đỏ này, đỏ cam. Rồi giấy vàng. Đu đủ nè bạn Diễm ơi. Đu đủ vàng luôn này. Đu đủ vàng, phong thủy của Phạm Dũng các bạn ạ. Ôi chậu đằng sau này là ăn được luôn bạn Diễm à. Ờ, trái chín luôn rồi này. Mua về là trưng Tết xong là ăn được luôn ấy. Này. Cẩn thận nha, cái này chín rồi là dễ dụng luôn nha các bạn. Dụng là mua luôn. Ở đây nè các bạn, cái trái màu vàng này này là khi mà cái này là nó chín ở này mình không có đụng vào nha, nhưng mà mình chỉ là cái này là chân là xong là nó chín nó sẽ đỏ vậy luôn này. Thực sự là khi mà đi xem những chợ hoa Tết hàng năm á, mình rất là quý mến cái tình cảm và cái công sức chăm sóc của người dân các bạn ạ. Tại vì chăm hoa Tết là một trong những cái nghề mà rất là vất vả các bạn ạ. Chung là thương bà con mình, nhà mình trồng lúa cho nên là mình cũng biết một cái điều là thật ra là bà con ấy là cái người vất vả nhất, nhưng lại không phải là cái người có thể là quyết định được về cái giá. Giá nó phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường. À, Diễm chỉ mong làm sao mà bà mình mua hoa hay gì á là đi sớm, với lại là mùa nó xong xanh một chút. Đúng rồi, nên là để cho bà con mình nó thư thả. Với lại có một điều nha, mình là một người rất là tin vào phong thủy thì mình vẫn luôn nghĩ là ngày Tết những cái gì đó nó rực rỡ này, những cái gì nó mang cái ý nghĩa may mắn thì mình vẫn cứ nên mang về nhà để đẹp. Đây, cúc mâm xôi nữa này. Cô chậu này to bạn Diễm này. Cái này một cặp chắc phải mấy trăm hả? Cái này là đều trưng theo cặp nhé các bạn. Nhưng mà ai nói gì nói nha. Nhưng mà ngày Tết đó là mình trong cái ký ức của mình rất là quen với cái hình ảnh là cái hoa vạn thọ. Mình rất là thích hoa vạn thọ luôn. Đây này. Vạn thọ này là trồng ở chậu nhựa nhé các bạn.
À, đây có người mua này. Anh này là mua sớm rồi, chắc là đi ship hàng các bạn ạ. Mình giao về đâu đây anh? À, bệnh viện Chợ Rẫy. À, mình giao cho bệnh viện Chợ Rẫy. Tại bệnh viện Chợ Rẫy là trai là đang làm đường hoa cho bệnh viện á. À, để cho anh là nhiều bác sĩ, y tá đầu ra mua gì đó. Này anh giao nãy giờ cũng là cái trực chiến rồi. À, hoa cho bệnh viện Chợ Rẫy luôn. Anh giao hoa cho bệnh viện Chợ Rẫy là người ta tạo cái đường hoa Tết để cho bệnh nhân mà có nằm viện ngắm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Cảm ơn anh nha. Nhưng phải nói là có một cái điều là rất là nhiều bệnh viện bệnh nhân á là Tết này không về ăn Tết được, phải ở lại để cảm ơn anh nha. Đấy, hoa mai chậu mini. Mình hay mua những chậu nhỏ nhỏ này những năm trước các bạn ạ. Thì nó có thể là 200-300 ngàn, mà lớn hơn nữa là 500 ngàn. Còn bên này chậu mai đẹp quá. Điểm chia sẻ với các bạn là nhà cha mình là cũng đang bắt đầu đầu tư. Bây giờ được đông đúc lắm. Cây đây đẹp này. Đẹp. Nụ mai này rất là khỏe các bạn, tươi rói à. Đây, đi mua hoa cúc rồi. Cái này giao về quận mấy đây chú? Đây anh quận 10. Tết là phải có hoa cúc các bạn ạ. Cúc mai đào những năm gần đây thì cũng chơi rất là nhiều nhưng mà không có đẹp ở ngoài Bắc thôi. Đây này. Mấy ngày nữa Tết rồi. Ôi cây mai này đẹp nha. Cây này mà nhắc ngay mùng 1 Tết là được bán được luôn á. Cây này hết bao nhiêu tiền ha? Đẹp quá. Cây này chắc phải chị nghĩ là phải vài triệu á. Chậu này mà bạn Diễm đoán vài triệu các bạn ạ. Nhà mình mua cây mai là 8 triệu là cao hơn cây này. Mà nhắn nó có điều là nó đẹp bằng không. Bạn Diễm mà nói vài triệu chắc người ta không thèm nói chuyện luôn đấy. Ra với những người chơi cây cảnh ấy, thì họ nhìn họ sẽ biết giá hơn. Chứ còn kiểu mình là người không biết về gì ấy, thì nói dễ bị chửi luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngược xuống dưới này. Ở đây là nguyên một tuyến đường dài nữa các bạn ơi. Phía dưới này còn nhiều nữa. Bên kia cũng có nữa. Bên đường bên kia là vẫn có nha các bạn. Nhưng mà nó ít hơn bên này. Trời ơi, quá trời luôn. Quá trời luôn. Tết này chở hàng thì chắc là giá là tiền chở cũng được chú nhờ. Đúng rồi, đúng rồi, mấy nhà thôi. Dạ, đây chú nha. Chỉ thông báo các bạn là mấy ngày này bút ship cửa hàng ship cao lắm. Và kẹt xe nữa. Giao được một đơn hàng là tốn thời gian gấp 2, gấp 3 lần bình thường. Tiền bây giờ là nó lên gần gấp đôi tiền ship bình thường luôn anh Dũng. Ở đây là phố Ông Đồ phiên bản mini các bạn ạ. Phố Ông Đồ lớn nhất chợ hoa Tết Sài Gòn đó là ở nhà văn hóa thanh niên ở trung tâm quận 1 các bạn ạ. Nhưng mà ở đây trên đường hoa, trên đường Thành Thái thì vẫn có. Có rất là nhiều bảng chữ đẹp luôn này. Đây là viết thư pháp này. Đó, bên này đấy bạn Diễm. Này, chữ nhẫn này. Phải có chữ nhẫn lại. Có cả chữ tâm nữa này. Làm mua, việc là phải có mua, tâm. Mua hai chữ, nhẫn và tâm. Mua một trong hai chữ thôi nhưng mà đừng để liền nhau. Để liền nhau nó hơi kỳ thôi. Nhưng mà đây đẹp ha. Đẹp quá. Nón này, nón đẹp này bạn Diễm này. Nón lá này. Nhau à, nón này là vẽ lên. Nón này người ta vẽ lên. Đây là cô mua thư pháp này. Đây là đều viết tay đây nha các bạn, chứ không phải là in đâu. Bên này có cái đồ mây che đan bạn Diễm này rất là thích này. Bạn Diễm và mình thì thích những cái đồ mây che đan như thế này các bạn ạ. Có chú mèo kìa. Làm bằng gáo dừa các bạn ơi. Đó sách này, bình nước này. Em xem đấy nha chị. Bình nước bằng ống tre đúng không chị? Bên trong chắc là bằng thép. Đẹp quá. Rồi túi sách hàng hiệu mây che đan. Đây, rất là bền nhé các bạn. Đẹp.
đẹp nữa. Quay của chị này bán còn đẹp ghê. Cái này làm kỳ công lắm các bạn ạ. Bạn đây nào này mà đi chụp hình Tết ấy, mua cái bé bé này, xách tay này, mẫu dài. Bạn biết là Diễm có một cái em cảm ơn nha. Mình có một cái ước mơ là mình ốm xuống còn khoảng tầm 48kg thôi, xong rồi mình đi mặc áo dài chụp hình, nhưng mà mấy năm trời rồi chưa có giảm thành công. Đẹp chưa bạn Diễm? Nhưng mà đố bạn Diễm là làm bằng cái gì đấy, vật liệu á? Đá này. Đá này. Rồi bằng cái này là, còn mấy cái đồ này là đồ nhựa đấy, mà làm rất là tinh xảo luôn các bạn ạ. Chứ không phải là cây thật đâu nha. Lần đầu tiên mình thấy cái tác phẩm như này ở trong chợ hoa Tết các bạn ạ. Những năm trước thì mình thấy những cây thật không ạ? Còn đây là những cây giả các bạn ơi. Đẹp quá. Đây. Ấm trà. Đẹp quá ha. Đây bên này nữa. Thấy chú? Bán được không chú? Bán được. Bán được đúng không chú? Bữa giờ chú bán được nhiều chậu chưa? Nhiều chứ, không nhiều. Năm nay là ok năm rồi không chú? Năm nay nhiều hơn năm ngoái. Chú ở đâu lên đây? Hả, dân dân ở đây. Ở đây luôn? Bán ngày đây gần 20 năm rồi. Chùm rồi, chùm rồi. Chùm rồi, chùm rồi. Nó không bán nè. Nó sao đứng rồi, sao? À, tức là chú làm ở đây và Tết là bán hoa Tết luôn. Ờ, bán cũng lấy chứ mình không có làm hết được. Mình thử hay thử đâu có nhiều. Ông chị trời không thấy rồi. Không, chứ đứa con nó bán. Dạ. Đứa con nó sao nó ngồi. Dạ. Nhưng mà chú nó bán mắc. Giá, chú bán giá là khá là ổn đấy. Ờ, giá mình như bán như ta đâu. Với lại 100 mấy. Bán vậy chứ. 150 một cặp là 300 đó, với 320 là hết mức, hàng đẹp hơn chút của 320. Bán giá coi như một cặp mình lời được 20-30 à. Còn mấy kia đâu ai chịu lời nha. Mấy kia nó không có chịu lời là nhiều lắm. Dạ, cảm ơn chú. 100 ngàn cũng nhiều. Dạ, chú bán rất hay nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Đã nhiều người lắm, lời nhiều bán chậm lắm. Dạ, đây có. Chính xác đấy, chú nói là lời ít thì bán nhanh ha, hết hàng. Lời nhiều thì bán hết chậm. Bán không chậm mà phải để giá cả. Dạ. Dễ. Tại vì con đường này á, trước khi là trở thành đường hoa thì bình thường ngày thường á là ở đây cũng bán rất là nhiều cây cảnh nha mọi người. Bên kia đường là cũng bán nhiều lắm các bạn này, nhưng mà mặt bằng bên đấy thì nhỏ hơn. Bên này mới là nhiều các bạn ơi, là nơi bán chính. Đây có mấy cây tre mini này. Đây có cả tre mini này, trúc mini. Cái này là cây trúc mà Diễm à? Đó. Gỗ này. Đẹp quá bạn Diễm à. À đây có tác phẩm một đàn gà luôn. Chống mái các bạn ạ. Mình rất là thích cái này các bạn ơi. Có cả những chú gà con nữa kìa. Gia đình nhà gà này thấy khỏe khoắn đấy, béo tốt. Ô những chậu này là rất là hợp để tại cửa hàng hải sản Phan Diễm các bạn ạ, size vừa phải. Phan Diễm thử cầm một chậu nhỏ lên cho mọi người xem, ví dụ như chậu này này. Chậu này là, cái này chắc cũng rẻ. Ngoài đây ta, cái chậu này không biết bao nhiêu tiền. Đẹp ha. Nhưng mà nặng lắm, người ta vô đất là nhiều. Đâu quay đây? Dạ. Đâu quay? Chú bán này hả chú? Sợ bà phải mua đấy. Cái này có bao nhiêu tiền hả? Hả? Cái này có bao nhiêu tiền hả chú? 750 hả? Ồ, chậu này 750. Chú nói đùa dễ thương. Chú dễ thương. Chú năm nay bán nhanh hết hàng nha. Đấy chào chú. Chậu này nhìn như vậy nhưng mà nó nặng. Thứ nhất là cái chậu nó là chậu sành, nó rất là nặng và nhưng mà nó dày. Thứ hai là đất rồi cây nữa. Đúng rồi. Quay tốt chú ạ? Tốt chú ạ? Tốt hả? Dạ. Đẹp quá đây nè. Đây này, ơi chậu bé bé này cũng dễ thương thế này. Chú Phúc này. Bên kia là chú Lộc kìa. Quay lên mà cô bán đế là cô bán đế. Dạ. Chắc chắn là năm nay cô hết sớm rồi cô ạ. Hết sớm là 30 Tết đúng không? Bán cho hai đứa cây này này. Ồ, này đẹp không? Quá đẹp này. Bé bé nhưng mà nó đẹp này. Cái này bao nhiêu tiền chú? 500. Cây này đẹp này. Trời ơi. Trời ơi non này. Lộc vừa này, bông cỏ này. Cái này đẹp
quanh cây này đẹp này. Cây này đẹp nè. Ờ, bỏ ra nè. Chỗ này đẹp. Chỗ này đẹp mà nhưng mà này không không ra. Cái này trời non nè. Trời non nè, bông này. Dạ. Đó, bông. Đấy. Quá đẹp luôn. Bên trong này chú còn nhiều mấy bạn, có những chậu mà nó lên cái chồi non như là chậu chú vừa bê ra ấy. Rất là đẹp luôn. Bây giờ là cô chú là phải canh từ giờ tới 30 Tết là. Cô chú chắc ở Sài Gòn luôn hả? Cô ở ngoài Hà Nội không? Ô, từ Hà Nội vô đây bán hả cô? Đúng rồi. Rồi. Cô chú từ Hà Nội vô đây bán nha. Cô bán hả? Rồi, cô bán đấy. Này ngay từ đây cô. Dạ. Đấy, cô lấy cây như này, đưa đến một cặp luôn, cô chú đưa một cặp như này. Cái này, đâu cắt đây rồi. Ôi, đừng có, đừng có cắt. Nó ra, đang ra tầng nữa này, quả nó là tầng nữa, cắt đi. Cảm ơn cô nha. Đấy, các bạn thấy tự bán như thế này là rất là cực nha. Bê ra rồi bê vào rồi cất rồi bờ giữ lấy tết luôn. Ồ, trên này là lan hồ điệp và chậu lớn bạn Diễm này. Đây có cái chậu nhưng mà cũng chưa lớn bằng ở chợ Hồ Thị Kỷ bạn Diễm ha. Chợ Hồ Thị Kỷ là mấy chục triệu luôn á, 5-6 triệu luôn á. Trên này có cái chậu to. Đây có. Chậu lớn kìa. Cái này là còn nhiều nữa này. Wow. To nhỉ. Cái này là cái tiền chậu không mà cũng nặng tiền lắm. Ở đây người ta làm việc coi sáng trí đây này. Để bao bọc dữ ấy. Chậu này lớn đó các bạn ạ. Đây là góc trắng hả? Đấy. Nguyên một dãy này là bán lan hồ điệp hết mà Diễm à? Lan Diễm chưa ạ? Chị bảo là nhìn quen quen. Chị bảo là cái gì Diễm nè? Ủa cái thuyền Diễm này. Mình thích cái thuyền này nè. Đây là hình chiếc thuyền thuận buồm xuôi gió. Đẹp nha. Đẹp ấy, gian hàng này đẹp lắm bạn Diễm à. Mà hoa tươi đói à. Hy vọng là nếu như khán giả kênh Phạm Dũng mà có xem những chậu hoa Tết mà Phạm Dũng đã quay trong những mùa Tết năm trước này và đặc biệt là mùa Tết năm nay thì phải tranh thủ đi sớm và ủng hộ những tiểu thương bán hoa Tết một chút các bạn ạ. Tại vì như chú hồi nãy chú nói đó, quay là làm sao cho chú bán hết sớm nha. Thì đó là cách ủng hộ lớn nhất của khán giả kênh Phạm Dũng đối với những clip mà Phạm Dũng quay về hoa Tết các bạn ạ. Thật ra thì Diễm nghĩ là giống như Tết á, là tùy theo cái điều kiện kinh tế gia đình của mình. Nếu mà ai nhà to này điều kiện tốt thì mình sẽ mua những cái to thế này về rất là đẹp luôn. Còn ví dụ như những ai mà điều kiện mình ít hơn tí, cửa hàng bé bé giống như của Phan Diễm thì mua những chậu vừa vừa thế này. Đúng rồi. Đây, ví dụ như lan hồ điệp thì có những chậu mà nó vừa phải như này này. Đây là những chậu to. Đẹp mà Diễm à. Quá đẹp luôn. Bên này anh đang làm hoa mở nhạc các bạn, mình đi qua bên này nhá. Cái dàn giáo này để treo cây hợp lý lắm hả? Cây này là cây đô la này. Cây đô la hả? Đâu bạn chứ? Cái này. Là cái này à? À. Oh. Nhìn nó hơi giống rau sam mà Diễm ha. Cây đô la. Cây đỏ đỏ là cây gì bạn Diễm? Tiền tiền của anh này. Kim tiền à? Hình như là kim tiền, không biết phải không đó. Không nhớ lắm. Dũng cái này cái gì? Cái này thực sự là mình không biết luôn các bạn ạ. Miền Tây gọi là cây châm ổi. Cây châm ổi à? Hoa châm ổi. Đố bạn Diễm đây là cây gì? Cây sắt.
Cây này thì ai cũng biết rồi các bạn ạ. Chú là chở thuê đúng không chú? Hôm nay là đã được chuyến nào chứ chú? Được 2 chuyến rồi. 2 chuyến. À, chú là ngày nào cũng phải 10 đến 20 chuyến. Chú đang định nói chắc là không được đâu nhưng mà chú gặp luôn. Cái này dễ thương. Ồ, đẹp quá. Ồ, cái này họ uốn lại luôn mà chú này. Chia làm 2 tầng. 2 tầng. Theo kiểu bonsai ấy bạn Diễm, 2-3 tầng. Gió mát chưa? Nhỉ? Đây là cách mua gì? Phan Diễm mà có nhà phố ở Sài Gòn là Phan Diễm chất đi chở về chất hết nhà luôn. Thực sự là nếu mà ở Sài Gòn mà có nhà đất rộng các bạn thì mình mua rất là nhiều luôn, nhưng mà mình cũng ở chung cư không có để được nhiều. Đây là khu vực mình rất là thích luôn các bạn này. Cái cây này thực sự mình cũng chưa biết tên nó là cây gì đâu bạn Diễm à. Có phải là cây phát tài không? Phát tài á. À đây này. Ở dưới này là còn lá. Nhưng mà ở trên này là người ta cắt lá rồi. Nhìn cảm giác như là cái cành tre mà uốn lại các bạn. Đẹp quá. Wow, bên này này. Cái này đẹp bạn Diễm này. Làm công phu rồi chứ mà. Không, thật ra là cái quầy của anh này là năm mới là hình như là ngày thường vẫn bán chứ không chỉ là Tết nha. Nên là ngày bình thường các bạn đi ngang đây vẫn có thể mua được những loại này. Tết thì nó sẽ là những sản phẩm đặc biệt nhất. Đấy, bên này này. Làm thành chậu luôn mà Diễm này. Hay ha, đẹp đẹp. Đây là chuyên về cây phát tài mà làm cảnh nha các bạn. Đây, chậu đẹp lắm. Bạn Diễm đi nãy giờ là mỏi chân chưa? Đói bụng à? Ở đây có xe hủ tiếu bạn Diễm hay là mình ăn hủ tiếu luôn? Dạ, tiếu đâu? Bên góc kia kìa. Em hủ tiếu gõ đi. Lâu rồi mình không review hủ tiếu gõ bạn Diễm à? Diễm chia sẻ với các bạn nha, là mình với anh Dũng là từng mua hoa hồng ở cái khu vực này này. Về nhà trồng mà phải nói là hoa rất là tốt luôn nha. Cái giống ở đây người ta ươm rất là kỹ. Ôi, hồng cổ nè bạn Diễm này. Ôi, cây này làm sao chở về nhà Phan Diễm trời. Vác về cho anh. Ở Long An lên. Vác luôn. Vác luôn. Hay xếp không anh? Hay xếp luôn. Cảm ơn anh. Cái chậu này khoảng bao nhiêu tiền anh? Chậu mà cây to nhất này. 25 triệu. Cái thân cây nó như cổ tay các bạn Diễm à. Đúng rồi. Hoa thì nở đẹp này, to này. Đó, còn đây là thân nữa này. Cúc vàng. Cây này là họ không thấy cái phần này. Mang về 89 à, chồng con ơi, ok, cây này đẹp. Anh ơi, một chậu này thì họ trả bao nhiêu tiền anh hả? Hai triệu bảy cây. 2.7 triệu. Còn cái chậu 2.5 triệu. Tên gì vậy anh? Kim Ngân Lượng. Kim Ngân. Kim Ngân Lượng. Tên quá đẹp luôn. Ồ, tiền tài phú quý đến với gia chủ. Anh này giỏi tư vấn quá. Vì năm nay lớn vẫn thích bao lì xì kìa, đang mở nhạc. Năm nay anh Dũng mình đang chờ giây phút lì xì. Không biết là năm nay Phạm Diễm, là theo các bạn thì năm nay Phạm Dũng nên lì xì Phạm Diễm bao nhiêu? Phạm Diễm bao nhiêu? Các bạn ơi, nếu bây giờ các bạn comment đi là xem là nếu mà sau một năm mình đồng hành cùng với kênh Phạm Dũng thì các bạn nghĩ là Tết năm nay mình sẽ được lì xì bao nhiêu tiền. Các bạn đề xuất chi phí ở dưới nha.
Năm nay là mình và Diễm ăn hết tiền rồi các bạn ạ. Nên là không biết lì xì bao nhiêu đây. Nhưng mà phải nói thật sự luôn á, là năm nay là cái năm mà tụi mình đầu tư gọi là trang thiết bị là và tiền cho những cái chuyến đi quay video á, phải nói là thực sự rất là lớn. Nó nằm ngoài sự tính toán của tụi mình nên năm nay hầu như là không có dư luôn á. Hay là làm qua tô hủ tiếu đi. Bên này vẫn còn nữa này, mình cố gắng đi một chút nữa đi bà Diễm. Hôm nay đóng hàng xong mà đói muốn bủn rủn tay chân luôn mọi người ạ. Đây mọi người đi mua này. Bên này là bán chậu này, bán đất này. Bán đất để trồng cây đấy các bạn ạ. Ở đây thì vẫn là đường Thành Thái nha các bạn. Nhưng mà đúng là phải nói một cái điều là đây là cái con đường mà gọi là đông đúc và nhiều, mình cảm giác nó sớm tụ có không khí Tết sớm nhất luôn á. Đà Lạt hoa. Lan hồ điệp đẹp quá. Anh Dũng này, chậu này mà để nhà anh Dũng ngày Tết là đẹp lắm. Màu vàng phong thủy. Nhưng mà nhà anh Dũng ở chung cư đâu có nắng vào đâu. Chậu này mình đoán phải mười mấy triệu á. Đi ngắn mình rất là vui vì hồi bữa giờ mình bán hàng thì mình hỏi thăm á, thì phải nói là năm nay nhiều bà con anh chị về xa quê thì về quê ăn Tết, vợ lại ăn Tết luôn rất là nhiều. Bán bể sinh vật cảnh này bạn Diễm này, đẹp chưa? Mình với anh Dũng đều không hợp nước, không hợp với bể cá các bạn ạ. Nhưng mà mình thích đi mấy cái cây này quá. Kim ngân lượng, cây này trưng cây kim ngân lượng này, cây đô la này. Kim ngân là hợp phong thủy với mình luôn ấy. Mình sẽ tìm một chậu phù hợp trong mùa Tết năm nay để đưa về cửa hàng Phan Diễm các bạn ạ. Các bạn mà ai mà lỡ mua cây cảnh nhiều quá mà nhà là hết chỗ để thì cứ gửi qua cửa hàng của hải sản Phan Diễm nha. Nhiều hoa các bạn Diễm à. Đây. Nãy giờ mới thấy màu gà. Đây có người đi mua này. Qua Tết cái của con thì người ta làm ở đây là phân rồi. Mấy tháng bỏ cực rồi. Qua Tết. Không, mấy là mấy tháng mà. Thực ra là chợ hoa Tết đường Thành Thái còn rất là dài các bạn ạ. Nhưng mà bà Diễm mình thấy là đói mất xỉu rồi. Mình quay lại tiệm hủ tiếu thôi. Ở đây thì họ cũng bán những mặt hàng giống nhau như là nãy giờ mình xem rồi. Nên là mình quay lại nhé các bạn. Để cho bà Diễm làm một tô hủ tiếu gõ Sài Gòn. Nhưng mà phải nói là mấy ngày này các bạn, là đường phố rất là đông đúc luôn ấy. Tới thời điểm hiện tại khi mà mình quay clip này thì bạn Ái Mỹ và anh Hải đã về tới Tây Bắc này nha các bạn. Chuẩn bị Ái Mỹ chắc là ngày hôm nay là nghỉ xả hơi, là ngày mai là chắc bắt đầu là đi xẻ lợn rồi. Đã tới hủ tiếu gõ Sài Gòn rồi. Chị gái bán hủ tiếu gõ mà đòi đóng bảo hiểm luôn. Chị em mấy tô hủ tiếu đi chị ơi. Chị bán hủ tiếu lâu chưa chị? Dạ. Chị đã bán lâu lắm rồi, em đi ngang Thái Hoài luôn. Nay mới về ghé ăn. 18 năm. 18 năm. Bà chồng khu này. Mà có mình chị bán thôi à? À cho ông xã kế chồng. Bán ở chỗ đằng sau đường đỏ bên kia kìa. Dạ. Ủa chị là người Quảng Ngãi hả chị? Hả? Người Quảng Ngãi bán hủ tiếu Sài Gòn rất là đông nha. Nhưng mà Tết chị có về không? Tết không về, để Thái Hai về dỗ ba nó. Qua Tết về ăn dỗ luôn hả chị? Thế bây giờ là chị bán là có con ra phụ không? Không, có một mình. Một mình thôi, chồng mất lâu chưa chị? Chồng mất 3 năm rồi. 3 năm. Trước đây là anh vẫn bán với chị. Còn chú.
Một tô này là bao nhiêu tiền chị? 25k thôi. Đấy, đấy, bà diễn bê phụ đi. Đó, để hồi ở đây chắc là phụ nhân viên như chị luôn, có một mình chị à. Đây á, bé mới vô đại học năm nhất. Con gái vô đại học năm nhất rồi nha. Trường gì chị? Trường Đại học Công Thương trên Tân Phú á. Đại học Công Thương, vậy là quá giỏi rồi. Mai mốt về phụ mẹ. Nó còn đi phụ, đi làm thêm kiếm mười mấy ngàn một giờ đó, không biết nữa. Bây giờ mà làm phục vụ là khoảng 16, 17, 18 ngàn một giờ. Chỗ nào nhiều thì 20, 25. Như ánh cua bây giờ là đang hai mấy ngàn đó bạn Diễm. Một giờ. Nhưng phải nói là cái hủ tiếu gõ ở Sài Gòn ăn là ghiền các bạn ơi. Nói chung là ai mà đã ăn hủ tiếu gõ Sài Gòn mà đi mà về là nhớ lắm. Có một điều đặc biệt nha bạn Diễm. Hủ tiếu gõ Sài Gòn nhưng rất nhiều anh chị là từ Quảng Ngãi này hay là Bình Định hay Phú Yên bán. Cái này là trộn đấy hả chị? Trộn khô. Khô. Thơm quá. Tự mở rồi tự nhà phi làm hết. Nhà tự làm hết rồi. Làm hết. Nhưng mà em quan sát ở đây em không thấy chị bán giò heo móng giò hả chị? Bán từ trưa giờ gần hết rồi. À chị bán từ trưa rồi hả? À bán cả ngày. Thường người ta bán buổi tối thôi. À chị bán bởi vì có một mình khuya ở đây sợ lắm. Nên là chị không bán khuya. À bán tối đêm muộn quá chị sợ nên chị bán sớm. Có một mình rồi. Mà Tết mà chợ hoa bán đông như này thì chắc là sẽ đông khách hơn chị nhỉ? Tết chị phải vô hiệp, để ở đây người ta cho thêm bóng đông. À, thế là mấy hôm nữa chị sẽ lùi xe vào trong, không bán ở đây nữa. Khi nào mà hết chợ hoa Tết thì chị lại quay ra mặt đường. Nhưng mà mỗi năm mà chị có về không hay là năm nào cũng không về quê ăn Tết? Mấy năm còn ba nó thì về hoài mà bây giờ ông mất, không dám về, về không có tiền đi vô đi ra gì, nhiều có tiền. Chi phí gì ha? Bạn Diễm biết vé máy bay bây giờ nếu mà mua là khoảng 50 triệu một vé đấy. Mà vé tàu hỏa bây giờ nha là cũng không phải đặt dễ dàng đâu nha, người ta đặt trước hết ấy. Nhưng mà chị ăn Tết ở Sài Gòn thì chị có bán không hay là nghỉ? Nghỉ là 1-2 ngày rồi bán tiếp. Ồ dạ. Đấy. Em xin miếng chanh cho chị hết chanh. Nhìn chảy nước miếng rồi các bạn ơi. Xong rồi em biết chị bán ở đây mà đi ngang hoài à, nhưng mà hôm nay là ghé ăn hỏi thăm chị, xong rồi có gì giới thiệu mọi người đi ngang đây thì ủng hộ chị luôn. Đấy, cái hôm trước á, cái chương trình từ từ thật đáng sống của công Minh đạo diễn đó, chị có quay ở ngoài kia và biết sao không? Biết sao mà chị được vô cái chương trình đó không? Sao ạ? Là chị đang bán á, thì chị nghĩ là thiệu cái con bé chị nó bị tai nạn. Ồ. Rồi có nghĩ tưởng đâu chết rồi nó mặt mày. Cái đồ sao không biết cứu được nó rồi, cái tới chừng cho khách ăn nó, nó làm không có gì. Là con gái chị ạ? Con gái của con bây giờ vô đại học rồi đó. Là bị tai nạn hả chị? Cái hồi 5 tuổi là nó bị tai nạn. Cái xong cái mấy đứa nhà báo á, nó ăn cái nó thấy bán không có bán, cái nó muốn hỏi cái đồ cô mới kể xong cái nó làm lên một cái đoạn phim. Trong đó cái nội dung của nó cái đề cái là cuộc đời thật đáng sống. Là nói về con gái chị. À nói về con gái. Nghị cái lực. Này chị có một cái nghị lực để vừa lo bán ở ngoài đường mà vừa lo cho bé qua một cái tai nạn khủng khiếp như vậy đó, rồi bây giờ nó vẫn học bình thường. Nhưng mà bây giờ là tay chân rồi đi lại có bình thường. Bình thường. Nhưng mà con nhỏ tới giờ học rất là giỏi. Học rất giỏi gì? À, có nghĩa là nghị lực thứ nhất là của bạn này, của bạn chị đó. Và cái thứ hai nữa là quan trọng là người phụ nữ. Phụ nữ chị nó là tiếp tới chồng chị mất nhưng một mình chị là vừa lo cho gia đình này, lo cho con ăn học đại học. Cái nghị lực của người phụ nữ Việt Nam đó mọi người ạ. Bữa nay không, bữa nay nữa chưa khác á, chứ ngầu bé không có khách là khác rồi. Khóc hả? Ờ khóc. Trời ơi, không có khách về quê được á. Nhưng mà chị ở đây chắc là ở trọ hả? Ở trọ bên với anh chị em. Dạ. Nhưng mà em hỏi thăm này, Tết ở Sài Gòn á thì chị ăn Tết ở Sài Gòn sao? Vui chứ, nhộn nhịp lắm. Mà nhưng mà nhà mình thì sao? Nhà đi. Mình thì cũng vẫn bình thường, chị thuê nói chung nó cũng nhỏ nhưng mà sạch sẽ, cũng ngắm đường vòng thì mình cũng đau cúng đủ như người quê mình đó. Cũng bánh mứt cũng mà Tết phải dành một vài ngày để chơi chứ, nghỉ ngơi một chút. Mùng 2 rồi. Mùng 2 nghỉ. Hủ tiếu khô không con? Hai hủ tiếu. Nhưng mà bây giờ kinh tế gia đình mình thì sao chị? Nói chung nó cũng không chưa được ổn lắm, bởi vì vừa đầu bán nó đóng tiền. Hầu kia nó đi học cấp 3 thì tiền đóng từng đợt. Còn bây giờ học trên đại học có đóng một lần một kỳ nó nhiều. Đúng có rồi, học theo học kỳ ấy. Ừ. Cái mình thấy rất là may mắn nha bạn Diễm, hồi xưa mình và bạn Diễm học báo chí thì học phí rất là rẻ luôn. À, Diễm tiết lộ với các bạn nha, là trường cao đẳng phát thanh truyền hình 2 của mình học ấy, chi phí là rất là mềm mà giáo viên cực kỳ dễ thương, nên là bạn nào thích là về quay dựng này, báo chí, phóng viên này, biên tập MC
về trường cao đẳng Phát thanh truyền hai. Sau đó các bạn có thể, hiện tại thì trường đang chuẩn bị liên thông đại học. Khi mà mình học cao đẳng xong, mình có thể liên thông qua trường Đại học Huế để lên Đại học Báo chí. Mình và bạn Diễm đã học cao đẳng và sau đó học đại học các bạn. Bây giờ mình có hai bằng, hai bằng về báo chí. Cái quê của chị là tất cả 60 con, có mấy cũng phải cho con học cái tiếng nào cho giống. Cuộc đời 60 con. À, 60 con xong rồi, chứ bây giờ con tương lai nó trước mắt là mình phải hy sinh cuộc đời mình lên. Cái bán này, chị nói em rất là cực, chứ không phải sướng đâu, cực lắm. Thiếu ăn nè, thiếu ngủ nè, có một mình, cái xe ưu tiên như vậy đó. Cái hồ. Chị bán là tới về nhà mà có thể đặt lưng lên mà nằm ngủ tới mấy giờ? 1 giờ, 2 giờ còn đi đẩy xe vô, còn hứng nước làm đủ ấy. Rồi tới mấy giờ là vậy? 4 giờ sáng vậy thôi. Chị dạ. Nói là không bán khuya mà tới 1-2 giờ luôn hả chị? Dọn xong một bên chị, dọn nè. Dọn xong rồi vô ra mệt một bê kia, đẩy vô một bê kia rồi lấy hứng nước. Dọn xong lâu lắm, một mình dọn lâu lắm. 1-2 giờ sáng. Nói chung mà phụ nữ mà lủi thủi một mình thì tuổi hơi nhiều khi tuổi không. Nhưng mà Tết mà có chợ hoa này bán đỡ buồn chị nhỉ? Chứ bình thường bình thường thì sẽ hơi vắng. À, vắng. Ở đây đầu kia chị bán bên kia là đông lắm, tại vì cái khu này là nó chưa cái dẹp ở chỗ đây nè. Dạ thì bán đỡ hơn gì ha? À, đỡ hơn nhiều chứ, bây giờ đây ít khách lắm, bây giờ còn một nửa. Ồ, tô này nước hay khô chị? Khô, tô này là khô. Tô 25 hả chị? 25. Đầy đủ hết đấy các bạn. Đầy đủ hết. Trời ơi, cực lắm. Nhưng mà con gái chị đi học xong rồi chiều về với chị hay là sao? Chị nó làm thêm. Nó đi bán nước, nó đi giữ xuyên xuyên quần liên á. Đi làm thêm. Làm bán cà phê đó, cho quán á. Đi phục vụ. Hồi xưa là mình cũng từng làm phục vụ quán cà phê được mấy tháng các bạn ạ. Cũng có nhiều kinh nghiệm khi mà đi làm thêm hồi sinh viên lắm. Chị đi làm được một ngày cho thương hiệu thời trang X70. Làm một ngày là nghỉ bà Diễm. À, tính tiền hồi nãy của mình có xương không mày mày? Giá là hay. À, có xương là 30, cho chị 30 đi. 30 là chắc là tô mắc nhất rồi chị hả? Có khi 35 cũng có, tùy theo khách ăn à. Khách ăn cũng làm 35 thì thêm đồ ăn đi. Tô của anh để em tính tiền cho. Đây mời anh nha. Để em tính tiền cho. Dạ. Anh còn vé số không? Bạn Diễm mua hộ anh một chút đi. Bao nhiêu tờ anh? Bán 200 mấy, 250. Bán hết không? Có, cái vé số không cần cả. Em mà mua vé số này xong mà trúng ấy thì anh cứ lên YouTube gọi Phạm Dũng tìm em nha. Đưa số điện thoại đi nha. Đúng rồi, đúng rồi cô nha. Chúng đặc biệt là thôi lại đây chia nhau. Ba chị em mình nha. Đừng có nói là rung bật nữa rồi đây bây giờ. Rung bật nữa. Nhưng mà phải chờ trúng cái đá mới run chứ. Này là lấy 5 tờ. Chúng cái điện thoại có wifi mở ra có cái gì trong đó. À, đó. Em là mai có chúng đặc biệt không? Chúng đặc biệt mình chia nhau ăn Tết đây nhỉ. Bây giờ đang ở đó đây. Em lấy 5 tờ em gửi luôn, anh khỏi thôi. Rồi, em cảm ơn nha. Đây, em tặng chị 2 tờ số khác nhau hoàn toàn nha. Nếu mà 2 ngày nữa em không thấy chị bán đây, chắc em biết là chung. Lên xe rồi. Lên xe rồi, về quan Tết chị hai đây. Chưa đi máy bay, không dám đi máy bay. À, em thì không có gì hơn, em tặng chị 4 tỷ. Nghe hoành tráng nha. Cảm ơn em nhiều ha. Để giờ chụp phim vô. Được rồi, chị cắt đi. Mai chúng rồi chị em mình chờ anh mừng. Xe anh đi chiếc xe ba bánh nhé. Chân mũi tay anh đều có. Tay chân nó tặng. Tí nữa chị nhớ tính tiền hủ tiếu của anh nhé cho em nha, không có quên nè. Để nghe mất, nói 4 tỷ mà người nhiều khi quên luôn. Nghe nói là mình tiếp xúc với chị thấy đúng là người phụ nữ Việt Nam ấy lúc nào cũng rất là nghị lực hết á. Giỏi, đảm việc nước, giỏi việc nhà. Ít giỏi việc nhà, đảm việc nước. Ủa? Nói chung là đâu đâu đó. Chị cho em một tô khô đầy đủ đi chị ạ. Mà bạn Diễm phải ăn nhiều da heo mà. Đúng rồi, đúng rồi. Chị ơi cho em gọi thêm da heo, chị làm cho em một tô full đầy đủ này xong rồi thêm một chén da heo với xương nha. Đó, đây chị lấy đồ nữa nè. Cái đèn đâu ta? Cái đèn hả chị? À chị đang tìm đèn. Vậy là bình thường có cái đèn ở đây hả? Có cái đèn đây. À có cái đèn. Em tưởng là chị dùng đèn đường thôi. Trời à, đây này. Ơi. Rồi. Quá uy tín luôn.
ngày ước chừng được bán bao nhiêu tô không chị? Khoảng bán chắc cũng khoảng 60 tô á. 60 tô. Rồi cho em một tô hủ tiếu khô đầy đủ. Thêm đầy đủ là có da á chị ơi. Nói chung đầy đủ là có da, không cho thêm chén da nữa. À gọi là đầy đủ là mấy cái thằng lại đây không lấy xương, lấy xương luôn. Cho thêm phần xương với lại da nha chị. Thực ra là mình đi ăn hủ tiếu gõ, mình thích nhất là cái phần thịt nạc và cái da heo. Da heo. Em thích cái thịt nạc. Cho em một tô khô cho bạn Diễm đi chị ạ. Thịt nạc chị có 4 tỷ đi để bay á. Thịt nạc là chị luộc thịt này. Toàn bộ đồ là không lấy đồ đông lạnh. Hàng tươi hết. Hàng nóng đấy. Hàng đông lạnh ghê lắm. Bản thân mình cũng không ăn rồi thì không cho khách ăn. Nói chung thì cái gì mình thích là mình làm cho khách. À cho khách mà cũng xin thêm ý kiến của khách. Nhưng mà bữa nay thấy cái hiện được không đúng không? À cái tô nào á mà khách ăn hết là ok. À bữa nay ăn được, bữa khác cô làm thêm một tiếng cho con ăn nha. Ráp ăn rất là nhiều tại vì người ta lao động. Ở đây nấu nhiều. Còn hay lâu có người mà đi làm á thì mình nấu. Cái người chút nhất là con gái nó không ăn nhiều, sợ bụng bự mập. Đúng rồi. À, cho em tô đầy đủ đi, em này không sợ đâu. Không sợ, không sợ mập. Em không sợ chứ em thêm thôi. Rồi chị làm cho em đi. Em thêm thôi. Dạ. Để xong nó mình ngồi cái bàn này luôn. Mình tự năm làm, nay tự dọn dẹp, tự tính tiền. Năm nay là 58 tuổi rồi. Không biết chừng nào mà chắc con số mới về hưu được không? Bán ra con bé bây giờ nó còn mới có vô năm đầu. Tại vì hầu 3 năm nữa chị ạ. 3 năm, không có cái ngành đó mấy năm ta. 4 năm. Đại học ít nhất là 4 năm, có khi là 4 năm rưỡi thôi. Hầu nhỏ là không có mẫu giáo, không có mầm, dạ, không có lá gì hết. 50 em ơi. Không có mầm, không có lá, vô thẳng lớp 1 luôn. Học trường Nguyễn Thiều kia cờ võ, từ võ tới võ luôn, cái bắt đầu thi lên cấp 3 bây giờ thua đó. Nó chọn cái trường nó cũng không dễ mà cho nó học kỹ, nó bây giờ cũng hơn là ngầu không. Rồi đỡ không thì bây giờ làm cho em á. Dạ rồi, đói bụng quá chị ơi. Đây em gửi tiền chị ơi. Dạ đi thẳng. Ủa em đưa 200. Đưa 200 mấy chị ơi, 200 hả? Mua phạt đi. Đang nói chuyện quên. Bây giờ thắng bao nhiêu nữa? 100 nữa. 100 nữa hả? Mua. Cái chị trời ơi. Em có một tờ chào hai chị nha. Cái tô của chị đây là nó cũng hơi khúc cưới này, nó nói chung là ráng tới tết thì sao mới khắc, nhưng mà chị thích hơn cái tô nhựa. Rồi không sao, tô nhựa ghê quá. Chị đang nói là tô xích nhưng mà không sao chị ạ. Quan trọng là chị dùng tô xứ, tô xứ. À đó, hầu dừa không bao giờ dùng tô nhựa. Thường hủ tiếu gõ là hay dùng tô nhựa xanh xanh nhé. Chị gớm lắm. Đã ăn gì đang ít tay không biết nữa. Chung làm mười mấy năm rồi, mổ mệt quá à. Nhưng mà cố gắng thêm mấy năm nữa khi mà con gái ra trường có việc ấy. À. Học trường đó mà nhưng mà ngành gì chị? Công nghệ thực phẩm. Công nghệ thực phẩm. À, nó cũng ăn trộn thêm cái ngành mà mẹ nó bán đây. Tức là sau này ra nghiên cứu các cái cái sản phẩm mới, ví dụ như bánh kẹo này, đường sữa này. Nói chung là bây giờ nó kêu cái đó còn thấy dễ xin việc làm hơn nữa. Quả em làm ở đâu? Còn em là làm YouTube chưa? Rồi bán hải sản nữa. Được cái đây được lên vô cái gì? Vô cái lên kênh YouTube Phạm Dũng chị ạ. À, hoa gì? À, chị lên YouTube chị bấm Phạm Dũng là có. Phạm gì? Phạm Dũng là tên em ấy. À, Phạm Dũng. Hầu giờ em lên lần này chưa? Dạ. Hầu giờ có lên chưa? Em quay nhiều ở Sài Gòn lắm. Nói chung là người dân bán mua bán ngoài đường đúng không? Dạ. Thì cái này là thực tế nhất. À, chị cho một chút đường hả chị? À, đường trộn khô. Mỡ với lại hành phi là mới bán ngày nào phi ngày nấy. Không có để qua ngày mai. Đấy, Trường Sơn đây, đi thẳng ra luôn. Ờ, coi Trường Sơn rồi. Trường Sơn rồi. Trường Sơn. Ồ, cái mỡ này thơm vậy ha, mỡ heo đấy. À, mỡ chứ mà mình mua mỡ lựa mỡ cho ngon, thơm. Rất là thơm. Mấy tháng dịch lại ăn vậy không á. Hủ tiếu để tủ lạnh. Rồi bây giờ nó mới lấy xương ha. Xương nhiều da heo. Có người là người ta không bán da heo do làm nó hơi cực. Cạo lông cả buổi luôn. Cạo lông cả buổi. Cái da heo luôn á. Bán thì rẻ nhưng mà làm thì tốn thời gian. Thôi kệ nó đi. Miễn sao khách ăn vừa hài lòng khách là được rồi. Vừa làm khách đến mà vừa làm khách đến vừa làm khách đi mà. Tiền ra nhé chị cả. Hai lăm. Đó.
lâu bu quá. Tính tiền cái hầu quay miết nè, không nhớ luôn. Từ ngày ông mất tới giờ cái trí nó lãng. Rồi, chị đợi em. Một mình làm nhiều việc quá chị, nhiều khi nó lẫn lộn. Mà khách ăn thì có khi người ta hấu lắm, rồi có khi đủ thứ ấy. Cho nên là chị cũng không có... Thường em thấy khi nào mà ăn hủ tiếu gõ đi là đói bụng lắm rồi. Nên là ai cũng sốt ruột. Ngon chứ. Bỏ đây thì cũng... Bỏ đây luôn chị ạ, cho ngon. Nói trụng. Dạ heo ngon chưa? Dạ heo. Trời, hồi sáng làm kỹ lắm, cậu cực lắm mới được cái da heo. Con bé chắc không ăn mỡ đâu, lấy cái nạc nạc cho nó trời ngọt ngon ghê. Ba chỉ với lại đùi. Nè, tay thịt nóng ấy, thịt đùi nóng, nóng ghê lắm. Hồi sáng chị lấy là thịt dẻo dẻo không, có bao giờ thịt lạnh, lạnh ghê lắm. Thịt lạnh là nó không có hồng như này đâu. Nó tái. Đây bò viên. Bò viên khổng lồ. Bò viên lấy tại lò luôn, chứ không qua đông lạnh luôn. Sáng ra lấy người ta mới luộc. Đầu cái đây ăn là mê luôn. Bỏ rau vô đây. Rau ngon lắm. Rau ngon lắm. Là cũng là 25 đúng không chị? Cái đây mình 30. 30. Tại vì mình nó đầy đủ á. Dạ. Thêm cục xương nữa. Con bé đang cho em ăn không? Tí em ăn sau chị ạ. Em ăn sau rồi. Em mất rồi đó. Còn thiếu thì nó khô. Rồi. Đâu ghét giờ cô ơi, đói quá luôn. Em cảm ơn chị nha. Đây. Em sẽ tập cho em. Bạn Diễm review xem là tô hủ tiếu đây ngon như nào. Đây. Ở đây là bán vỉa hè thôi, một tô có 25-30 thôi nha. Nhưng mà tỏi ớt ngâm là đầy đủ. Đó, sa tế, tương ớt, tương cà. Để cho một xíu tỏi. Đây đang là muỗng sạch nha mọi người. Đây. Thơm hả? Có gì anh dùng ba bụng không? Mình thích nhất là ăn hủ tiếu khô các bạn. Và anh Hải cũng là người rất là thích ăn hủ tiếu khô khi tới Sài Gòn các bạn ơi. Sa tế này là sa tế nhà chị làm luôn này. Nhìn rất là ngon. Đấy. Ăn hủ tiếu khô á thì Diễm vẫn khuyến khích là mọi người nên cho một xíu tương ớt, xíu tương cà, xíu tương đen đấy. Có chanh tắc đầy đủ nha, ăn thêm một xíu chanh. Đấy. Bây giờ là trộn lên là ăn. Bạn thấy này, một tô này á, bình dân nhưng mà cho này chỉ cho rau này kia này rất là sạch sẽ và non luôn. Đó, bây giờ mình sẽ trộn lên nha. Da heo này. Nãy giờ đứng chờ con. Ủa mình tưởng chị mua mang về. Thế là con ngồi ăn, mẹ đứng chờ. Mẹ chiều con quá ha. Mời chủ nhà, mời cả nhà nha, mình ăn trước nha. Nhưng mà phải nói là chị cho hủ tiếu rất là nhiều này. Cái phần này ví dụ như một anh con trai luôn ấy, mà ăn no luôn ấy. Này. Thịt có pin đây nha mọi người. Mời các bạn nha. Đói quá. Mùi đạo quá. Cái sợi hủ tiếu á chị trụng thì cảm giác là mình ăn cảm giác nó còn hơi nó không, cái này là không hầm, không có trụng mềm mà sẽ còn hơi kiểu hơi sực sực ấy, hơi khô khô một tí, nó nghiêng về cái độ khô một tí. Nếu mà muốn mềm thì mình nhờ chị trụng kỹ một chút. Trong tô hủ tiếu này là mình sẽ chạy ngay về nhà để xem trận đấu Việt Nam và Thái Lan chung kết lượt đi AFF Cup. Thật ra mình xem thôi nhưng mà mình biết kết quả rồi. Việt Nam vô địch chắc rồi. Hôm nay là gặp gặp Thái Lan lượt đi ở trên sân Mỹ Đình. Lẽ ra tối nay mình phải đi ăn lẩu Thái. Thôi nhưng mà chị cho mỡ, cái phần tấp nước mỡ ấy cũng rất là vừa phải.
nó bị ngậy không bị béo. Đang đói mà làm tô hủ tiếu khô này thì hài lòng. Mắt lòng mắt ra bạn Diễm ha. Bình thường là Diễm cũng rất là thích ăn hủ tiếu gõ. Diễm nói thật với các bạn là cái hủ tiếu gõ có giúp ích rất là nhiều cho những người có thu nhập thấp hoặc sinh viên. Cách đây khoảng 10 năm ấy là những tô hủ tiếu gõ chỉ có giá tầm Diễm ăn á, là đi học về tan trường sinh viên năm nhất á, đầu tô chỉ có 12-15 ngàn tô. Trẻ sinh viên là 5 ngàn một ly. thì đó là những cái thời gian mà mình thấy rất là ý nghĩa. Nên bây giờ với Diễm là Diễm rất là thích tô ăn hủ tiếu gõ luôn. Nhiều khi mà đi hôm nào mà đều quay review sớm nha, mà tối về đói bụng á là mình sẽ đi làm ngay tô hủ tiếu gõ. Nhưng mà hủ tiếu gõ bây giờ thì rơi giai đoạn tầm cỡ 30-35. Anh em mình đi từ đất mũi Cà Mau quay trở lại Sài Gòn thì phải nói là ăn tôm, cua, hải sản rất là nhiều các bạn. Nên là mình nghĩ bây giờ được thưởng thức một tô hủ tiếu như này thì rất là tuyệt vời các bạn Diễm đấy. Cái là mình đi quay hải sản hay này kia thì hoặc là những cái món nó hơi cao thì tí là đó là trong những dịp đặc biệt ấy, là đó là sự thứ nhất là tôn trọng cho những người anh chị, những người đồng hành của mình là cái đầu tiên. Và cái thứ hai nữa là những video của mình đó là phải có đầu tư, thì đó cũng là dành sự tôn trọng cho khán giả chứ không phải là hoang phí hay là không phải là ăn uống theo kiểu ấy đâu. Nó là mọi người, mong là mọi người phải hiểu điều đó. Mình như bạn Diễm vừa nói, thứ nhất là tôn trọng những người bạn của mình, thứ hai nữa là mình muốn dành những nội dung thật là chất lượng ở trên kênh Phạm Dũng để khán giả thêm giải trí các bạn. Rồi, ra heo à. Ăn hủ tiếu khô á, mình sẽ có một cái chén nước súp gì nè. Một phần này là chắc 30 ngàn đúng không anh Dũng? Có xương 30 ngàn. Đói mà cục xương muốn khóc mặt luôn á. Những ngày này thì mình nghĩ là các bạn nếu mà muốn trải nghiệm đường hoa Tết sớm nhất, chợ hoa Tết sớm nhất thì cứ ra đường Thành Thái là tuyệt vời nhất rồi. Còn nếu mà những chợ như là Công Viên, Tào Đàn, Gia Định, Lê Văn Tám thì các bạn phải chờ thêm mấy ngày nữa, hoa lên hơi trễ các bạn. Em chỉ có quýt nữa này. Đôi khi một miếng thịt đấy là phải đo bằng cái cm nó mỏng mm ấy, tại vì nó rất là mỏng. Nhưng mà tại vì thật sự là giá của tôi tiếng nó bình dân, với lại nó có nhiều loại ấy, nên là cái thịt lát người ta cũng cho ít hơn tí. Đây bộ viên này kẹp hủ tiếu. Bình thường thì mình sẽ review thêm một tô nữa để các bạn trải nghiệm, tuy nhiên là đó là mình kêu cái tô của mình và sau đó mình ăn mà không review các bạn ạ, do là ở đây nó thiếu ánh sáng, thiếu đèn. Hiện tại thì mình cũng đang bổ trợ ánh sáng bằng điện thoại các bạn ạ. Nhưng mà ngon lắm Dũng ơi, thử đi. Không, mình làm cục xương đã. Đây. Mời cả nhà nha. Giờ hạt mềm này. Nhìn này thôi nhưng mà rất là nhiều thịt cho mọi người. Đấy,
thấy đỡ mệt hơn chưa bạn nhé? Vừa đói vừa đi bộ hết đường chợ hoa. Khi mà mình về cửa hàng á, mình nghe điện thoại là mình đóng đơn này kia là đôi khi lúc rất là mệt, đói bụng nhưng mà kiểu không muốn ăn á. Không tới lúc mà mình đi quay á, rất là đói luôn. Thế là bây giờ bạn Diễm ngồi review nốt tô này, mình sẽ lại mình kêu tô của mình nha. Xong bạn Diễm lại tính tiền nha. Hôm nay mời Phạm Dũng tô tiếu nha. Không, mình sẽ gửi chị 500 ngàn luôn. Để chị đang chờ mình tí, mình đi lại mình nói chuyện với chị xong mình quay lại rồi mình hai đứa mình ăn luôn. Chị ơi, làm cho em tô hủ tiếu nước nữa nha. Ừ, cho em hủ tiếu khô đi chị. Hủ tiếu anh Dũng thích rồi đúng không? Mình sẽ ăn một tô khô mà ăn thịt đùi này, rồi da heo. Ừ. Nhưng không mà xương. Hai tô heo là bao nhiêu tiền chị? Tô thằng bé kia 25 ha. Còn còn cá của em thấy vậy đâu quay rồi. Cho là 60-30 ngàn tô đi. Rồi cái anh đi hồi nãy nữa, anh bán cái số. Cho 100 ngàn làm tròn. Chị ơi, em tính tiền. Cái này là em tính là 100 luôn cả cái anh kia. Còn lại 400 là em gửi chị coi như là mừng tuổi chị Tết tới. Lì xì chị năm mới. Đó, nha đây em gửi tiền. Chị cảm ơn chị là lúc nào cũng là mạnh mẽ nè. Rồi. Nhiều sức khỏe để lo cho con gái với là lúc nào cũng nắp hàng nha. Rồi cảm ơn em nhiều nha, cảm ơn hai em nha. Để mình coi chị làm cái tô của mình đi. Không sao chị. Cái này chị về mua một con gà luộc. Hai mẹ con ăn cho đã chị ạ. Bây giờ vậy nói chung nó cũng buồn lắm. Hôm trước á dịch á hai mẹ con không về quê luôn, ở đây không về luôn, mà cứ sáng tập thể dục rồi xong hơ hết ăn một bữa một miếng hủ tiếu về, tại vì cái lúc nghỉ á bán hủ tiếu vẫn còn á, để vậy làm ăn luôn, khử dầu khử hành rồi làm rau ăn luôn. Đây rất là ngon. Đấy. Đấy, chị đây vậy là xong rồi chị ăn. Bây giờ chỉ cần cắt thịt nữa thôi. Cắt thịt ha. Thịt đó nha. Dạ rồi. Em cảm ơn chị nha. Nào phải nói đấy. Những cái hàng quán vỉa hè nhưng mà phía sau mỗi một cái xe là mỗi một hoàn cảnh. Rồi sau mỗi cái xe lại là những cái đồng tiền cho những cái bác này lại lo cho con cái, lo cho gia đình. Điểm chỉ hy vọng là làm sao mình có thể làm cái cầu nối nhiều nhất có thể để có thể là chia sẻ những cái hàng quán đến với tất cả mọi người. Và hy vọng rằng các bạn sẽ có những ngày cận Tết thật vui vẻ. Xin chào và hẹn lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo của mình nha.